Đội xanh và đội đỏ. Đội xanh đang thua là 5-0. Và bây giờ là một tình huống qua lưới hay không qua lưới. Trọng tài mới ra nên là chưa có xem. Nên là trọng tài cũng
bó tay. Đập tay cà phê đây. Đập tay cà phê. Trọng tài mới ra, trọng tài chưa có xem. Thôi đề nghị là giao lại. Anh Trung giao cầu. Rồi chị ơi, anh Cường. Theo nhận định của tôi thì hai đội là ngang sức ngang tài, nhưng mà tỷ số hiện tại là 15 nghiêng về đội đó. Rồi 1-5. Đội đỏ thì gồm anh Cường, chị Kim Anh và anh Trung. Đội xanh là chủ tịch chị Thắm và chị Oanh. Đội nào cũng là gọi toàn là báo thủ nha. Hai à, 7-1 nghiêng về đội đỏ. Rồi, hay quá chị Kim Anh ơi. Dứt điểm thành công. 2-7. Tỷ số đang nghiêng về đội đỏ. 10-12. 12-7. 8-12. Hay quá luôn, quá đây. Chất điểm. Hay quá luôn cô ơi. Thôi Cường. Đây nè. Rồi anh Cường hay quá, cứu được cầu. Rồi thắng luôn. Mười ba tám. Cố lên đội xanh. Rồi hay quá. Chín ba. Chị Thắm giao cầu anh Trung. Được từ chỗ nhẹ quá. Rồi ra ngoài, ra ngoài. Ngoài rồi. Hay quá chị ta chơi. Thắng rồi. Cố lên. Tỷ số sắp cân bằng. Rồi. Thôi luôn. 4-1. Hay quá anh Cường ơi. Đây ơi. Anh đây. Anh đây. À, không hay lắm rồi. Đây nó đâu. Đây nó đâu. Rồi, vô lưới luôn. Giờ ăn nè, vô quýnh nè. Đây. 5-2. Hay quá chịu anh ơi. Rất đẹp. Rất đẹp. Rồi, hay quá rồi, chạm lưới rồi. Thua luôn. Chạm lưới rồi. Ngoài. 3-6. Đôi xanh cố lên. Sắp xanh bằng tỷ số rồi. Rồi 2-7. 7-2. Hay quá chị Oanh nha. 3-7. Lên luôn đi chị Thắm ơi. Cắm nè. Rất điểm. Rồi. 4-7. Lên luôn đi chị. Cơ hội tới rồi. Cơ hội tới rồi. Hay quá anh Trung. Rồi, vô lưới luôn. Nồi rán là đây. Nồi rán của chị Trinh.
Chỗ tịch le lưỡi này. Tịch le lưỡi rồi. Chú tịch le rồi. Chỗ tịch thở oxy rồi. Lì quá. Chú tịch le lưỡi rồi. Lì quá. Tình hình hiện tại thì chắc chắn là đội xanh sẽ thua. Đội xanh là đội chủ tịch. Tại vì chủ tịch thấy thở oxy quá rồi. Cố lên chủ tịch ơi. Chủ tịch té to lên. Trời ơi. Đây. Anh Cường. Rồi. Vô nữa. 59. Dứt điểm. Dứt điểm. Dứt điểm. Rồi. Không rồi. 05. 05. Quả cuối cùng anh Trung dứt điểm luôn. Giao cầu lưỡi. Nhắm sân. Không. Qua dứt điểm, dứt điểm. Và đội đỏ đã chiến thắng đội xanh chủ tịch. Nếu đánh tay là anh Việt dễ đánh đó, đánh hết lùng bồ hết phần tay luôn đó. Đó. Trời ơi. Kia là ăn mài luôn rồi. Bên này tôi lấy cả.
Rồi, bên này quýnh tưng bừng nè. Rồi. Nãy giờ là sẽ các ông thôi nha. Nãy giờ. Không. Giờ này còn cù cưa làm gì nữa Rồi, chết rồi. Ai? Dạ. Sao vậy? Rồi, không. Cưng. Không thấy. Rồi, vô đi.
Cầm tay đâu lần tiên. Hai tay quyết định luôn. Rồi đây. Léo nè. Rồi nhịp ra. Chạy sớm vậy? Chạy. Chạy. Chạy.
Luôn anh Việt ơi, bất lợi quá. Nãy bên kia giao cầu thì mình không biết kiếm, bây giờ tới được mình giao cầu mà. Lái trái nào mới coi những cái trái mà mạ kim cương rồi lái ra quán. Rồi nó chết nó rồi. Nó chết rồi. Chết rồi kìa. Đâu chết cả em. Rồi, ngon lành. Đen. Đủ đó. Đen. Đen. Hài quá mình ơi. Quên mà. Bấm đều cho mạnh lên. Vậy anh. Mạnh ra ngoài bỏ. Ra ngoài tỉnh đi cà phê nè. Xong rồi. 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 Xong rồi.